Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã và đang tiếp nhận xử lý nhiều ca bệnh là hậu quả của việc làm đẹp không an toàn. Bệnh nhân đã tự ý đến các phòng khám hoạt động, các dịch vụ chưa được cấp phép để tiêm chất làm đầy nâng cơ ngực, cơ mông. Cụ thể điều này thế nào, phải làm gì để tránh những điều tương tự? Đây là hai trong nhiều ca bệnh nhân đến khám tại bệnh viện sau khi tiêm chất làm đầy tại các đơn vị không được cấp phép. Bệnh nhân bị hoại tử vú và quầng vú do làm thâu gọn vú. Khoảng 200cc chất làm đầy không rõ thành phần được lấy ra từ hai bên mông bệnh nhân, đã tiêm được hơn một năm và bị di chuyển xuống hố ngồi trực tràng và mặt sau đùi đang bị viêm tấy nặng nề. Cái lĩnh vực làm đẹp á, thì chúng ta sẽ phân biệt là thẩm mỹ xâm lấn và không xâm lấn. Thì cái không xâm lấn rất là đơn giản là bạn gội đầu dưỡng sinh, massage, đắp mặt nạ hay là vân vân, hoặc có thể chiếu cái một số cái tia để mà làm dịu da, thì tất cả spa hoặc là kỹ thuật viên có thể làm được. Nhưng khi mà bạn đã sử dụng là xâm lấn, ví dụ như là chỉ cần tiêm cái chất gì đó vô cơ thể bạn, hoặc là những chất làm đầy, hoặc bất cứ cái gì lên vào cơ thể mà đường tiêm thôi, hoặc là rạch da ra, thì bắt buộc người đó phải là bác sĩ và họ đã được đào tạo về cái lĩnh vực mà họ làm thì mới được phép. Còn cao cấp hơn nữa thì là những cái phẫu thuật lớn hơn nữa thì bắt buộc là phải vào bệnh viện.